Sau đây ta cảm thấy long thể bất an, công lực thuyên giảm đôi phần. Các ngươi có cao kiến gì giúp ta nâng lại công lực không? Thưa ngài, thần nghe nói trên dương giàn có hai tên võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu lắm. Thằng anh tên là Cương, còn thằng em tên là Nhu. Thần nghĩ nếu ngài hấp thụ được nội công của chúng, ắt sẽ trở nên vô địch thiên hạ. Vâng, thần nghĩ đây là một cơ hội ngàn năm có một, ngài không nên bỏ lỡ. Được, hãy đi bắt chúng nó về đây cho ta. Thưa ngài, theo thần thì chúng ta nên sử dụng kế hiệu hổ ly sơn, tách chúng ra làm hai, chỉ dựa trên võ nghệ và nội công của chúng. Nếu chúng ta đi bắt cả hai thì rất khó đối phó. Hãy thưa cho thần mình biết tên em có phần phù hợp và võ nghệ kém hơn, chúng ta sẽ bắt tên em trước. Được, hãy thực hiện đi. Tất cả theo ta lên hạ giới. Tốt rồi. Tốt đấy. Hôm nay gió mát chân thành. Hả? Các người là ai? Ta không quen các người. Bọn ta lâu la cũng chết, hồn hồn ý theo ta. Đừng hòng, có rồi, lại đây bắt ta. Đừng nhiều lời, anh em, lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi lại. Chết cũng là được á. Thank you.